phật dạy này thiện hiện vì pháp không nội không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì pháp không nội không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì pháp không nội chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì pháp không nội không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện vì chân như không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì chân như không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì chân như chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì chân như không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô. Vì pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, này thiện hiện. Vì thánh đế khổ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì thánh đế tập diệt đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì thánh đế khổ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thánh đế tập diệt đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì thánh đế khổ không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô vì thánh đế tập diệt đạo không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì bốn tịnh lự không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì bốn tịnh lự không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện, vì bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì bốn tịnh lự không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được nên không nhiễm ô, vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc không nhiễm ô nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Hết quyển thứ 293